từng đàn chim tung cánh đón chào hoa tô mùa hè, nụ cười trên khóe môi muôn hoa nở cùng ta. Nào cùng chung sinh bước hát lên khúc ca rộn ràng, kỳ bình minh hoan hỉ đón chào hoa tô mùa hè. Hồng phất phao cho thân tâm ta sáng ngời, đem yêu thương từ bi đến khắp mọi nơi. Hồng phất phao để giác ngộ kiếp người, cho mai sau đời ta sống yên bình hơn. Hồng phất phao để yêu thương muôn loài, tàng trai từ bi không sát sanh từ đây. Hồng phất phao để tâm ta thanh tịnh, ta cùng nhau chào đón hoa tô mùa hè. Sân bước hát lên khúc ca rộn ràng, kỳ bình minh hoan hỉ đón chào hoa tô mùa hè. Hồng phất phao cho thân tâm ta sáng ngời, đem yêu thương từ bi đến khắp mọi nơi. Hồng phất phao để giác ngộ kiếp người, cho mai sau đời ta sống yên bình hơn. Hồng phất phao để yêu thương muôn loài, tàng trai từ bi không sát sanh từ đây. Học phật pháp để tâm ta thanh tịnh, ta cùng nhau chào đón khóa tu mùa hè. Học phật pháp cho thân tâm ta sáng ngời, đem yêu thương từ bi đến khắp mọi nơi. Học phật pháp để giác ngộ kiếp người, cho mai sau đời ta sống yên bình hơn. Chim tung cánh đón chào hoa tô mùa hè, nụ cười trên khóe môi muôn hoa nở cùng ta. Nào cùng chung sinh bước hát lên khúc ca rộn ràng, kỳ bình minh hoan hỉ đón chào hoa tô mùa hè. Hồng phất phao cho thân tâm ta sáng ngời, đem yêu thương từ bi đến khắp mọi nơi. Hồng phất phao để giác ngộ kiếp người, cho mai sau đời ta sống yên bình hơn. Sát sanh từ đây, học phật pháp để tâm ta thanh tịnh, ta cùng nhau chào đón hoa tô mùa hè. Sân bước hát lên khúc ca rộn ràng, kỳ bình minh hoan hỉ đón chào hoa tô mùa hè. Hồng phất phao cho thân tâm ta sáng ngời, đem yêu thương từ bi đến khắp mọi nơi. Hồng phất phao để giác ngộ kiếp người, cho mai sau đời ta sống yên bình hơn. Hồng phất phao để yêu thương muôn loài, tàng trai từ bi không sát sanh từ đây. Oh.
cho mai sau đời ta sống yên bình hơn. Học Phật pháp để yêu thương muôn loài, tan chảy từ bi không xa xăng từ đây. Học Phật pháp để tâm ta thân tình, ta cùng nhau chào đón khóa tu mùa hè. Với tay chào đi. Đây là một kiểu, là một kiểu đi phẳng. Tình đơn chân không cần, tông chào khóa tu mùa hè. Nụ cười trên khóe môi, mùa hoa nở cùng ta. Nào cùng chung sân bước, hát lên khúc ca rộn ràng. Vì bình minh hoan hỷ, đón chào khóa tu mùa hè. Học Phật pháp cho thân tâm ta sáng ngời, đem yêu thương từ bi đến khắp mọi nơi. Học Phật pháp để sáng mau kiếp người, cho mai sau đời ta sống yên bình hơn. Học Phật pháp để yêu thương muôn loài, tan chảy từ bi không sát sanh từ đây. Học Phật pháp để tâm ta thanh tịnh, ta cùng nhau chào đón khóa tu mùa hè. Học Phật pháp cho thân tâm ta sáng ngời, đem yêu thương từ bi đến khắp mọi nơi. Học Phật pháp để sáng ngộ kiếp người, cho mai sau đời ta sống yên bình hơn. Học Phật pháp để yêu thương muôn loài, tan chảy từ bi không sát sanh từ đây. Học Phật pháp để tâm ta thanh tịnh, ta cùng nhau chào đón. Tình đàn chim tung cánh đón chào khóa tu mùa hè, nụ cười trên khóe môi muôn hoa nở cùng ta. Nào cùng chung sinh bước hát lên khúc ca rộn ràng, kỳ bình minh hoan hỷ đón chào khóa tu mùa hè. Không Phật pháp cho thân tâm ta sáng ngời, đem yêu thương từ bi đến khắp mọi nơi. Không Phật pháp để sáng ngộ kiếp người, cho mai sau đời ta sống yên bình hơn. Thương muôn loài, tan chảy từ bi không sát sanh từ đây. Học Phật pháp để tâm ta thanh tịnh, ta cùng nhau chào đón khóa tu mùa hè. Cùng chung sân bước hát lên khúc ca rộn ràng, vì bình minh hoan hỷ đón chào khóa tu mùa hè. Học Phật pháp cho thân tâm ta sáng ngời, đem yêu thương từ bi đến khắp mọi nơi. Học Phật pháp để sáng ngộ kiếp người, cho mai sau đời ta sống yên bình hơn. Học Phật pháp để yêu thương muôn loài, tan chảy từ bi không sát sanh từ đây. Học Phật pháp để tâm ta thanh tịnh, ta cùng nhau chào đón khóa tu mùa hè. Học Phật pháp cho thân tâm ta sáng ngời, đem yêu thương từ bi đến khắp mọi nơi. Học Phật pháp để sáng ngộ kiếp người, cho mai sau đời ta sống yên bình hơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hè. Đem yêu thương từ bi đến khắp mọi nơi. Hồng
lòng chất phán đến giấc ngộ kiếp người, cho mai sau đời ta sống yên bình hơn. Học phật pháp để yêu thương muôn loài, tan chảy từ bi không sát sanh từ đây. Học phật pháp để tâm ta thanh tịnh, ta cùng nhau chào đón khóa tu mùa hè. Trong sân bước hát lên khúc ca rộn ràng, thì bình minh hoan hỉ đón chào qua tuần mùa hè. Học phật pháp cho tâm tâm ta sáng ngời, để yêu thương từ bi đến khắp mọi nơi. Học phật pháp để giác ngộ kiếp người, cho mai sau đời ta sống yên bình hơn. Học phật pháp để yêu thương muôn loài, tan chảy từ bi không sát sanh từ đây. Học phật pháp để tâm ta thanh tịnh, ta cùng nhau chào đón khóa tu mùa hè. Học phật pháp cho thương tâm ta sáng ngời, để yêu thương từ bi đến khắp mọi nơi. Học phật pháp để giác ngộ kiếp người, cho mai sau đời ta sống yên bình hơn. Chim tung cánh đón chào hoa tu mùa hè, nụ cười trên khóe môi muôn hoa nở cùng ta. Nào cùng chúng sinh bước hát lên khúc ca rộn ràng, thì bình minh hoan hỉ đón chào hoa tu mùa hè. Học phật pháp cho thân tâm ta sáng ngời, đem yêu thương từ bi đến khắp mọi nơi. Học phật pháp để giác ngộ kiếp người, cho mai sau đời ta sống yên bình hơn. Thương muôn loài, tan chảy từ bi không sát sanh từ đây. Học phật pháp để tâm ta thanh tịnh, ta cùng nhau chào đón khóa tu mùa hè. Trong sân bước hát lên khúc ca rộn ràng, thì bình minh hoan hỉ đón chào qua tu mùa hè. Học phật pháp cho thân tâm ta sáng ngời, đem yêu thương từ bi đến khắp mọi nơi. Học phật pháp để giác ngộ kiếp người, cho mai sau đời ta sống yên bình hơn. Học phật pháp để yêu thương muôn loài, tan chảy từ bi không sát sanh từ đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chim tung tách đón chào hoa thu mùa hè, nụ cười trên khóe môi muôn hoa nở cùng ta. Nào cùng chung sinh bước hát lên khúc ca rộn ràng, vì bình minh hân hỉ đón chào hoa thu mùa hè. Hồng phất phao cho tâm tâm ta sáng ngời, đem yêu thương từ bi đến khắp mọi nơi. Hồng phất phao đã sáng ngời kiếp người, cho mai sau đời ta sống yên bình hơn. Sơn bướm hát lên khúc ca rộn ràng, kỳ bình minh hoan hỉ đón chào hoa thu mùa hè. Hồng phất phao cho tâm tâm ta sáng ngời, đem yêu thương từ bi đến khắp mọi nơi. Hồng phất phao để sáng ngời kiếp người, cho mai sau đời ta sống yên bình hơn. Hồng phất phao để yêu thương muôn loài, tàn trai từ bi không sát sanh từ đây. Chim tung cánh đón chào hoa thu mùa hè, nụ cười trên khóe môi muôn hoa nở cùng ta. Nào cùng chung sinh bước hát lên khúc ca rộn ràng, vì bình minh hoan hỉ đón chào hoa thu mùa hè. Hồng phất phao cho tâm tâm ta sáng ngời, đem yêu thương từ bi đến khắp mọi nơi. Hồng phất phao để sáng ngời kiếp người, cho mai sau đời ta sống yên bình hơn. Thương muôn loài, tàn trai từ bi không sát sanh từ đây. Học phật pháp để tâm ta thân tình, ta cùng nhau chào đón hoa thu mùa hè. Cùng chung sân bước hát lên khúc ca rộn ràng, kỳ bình minh hoan hỉ đón chào hoa thu mùa hè.
học phật pháp cho thân tâm ta sáng ngời, niềm yêu thương từ bi đến khắp mọi nơi. Học phật pháp để giác ngộ kiếp người, cho mai sau đời ta sống vinh hạnh hơn. Học phật pháp để yêu thương muôn loài, tan chảy từ bi không sát sanh từ đây. Học phật pháp để tâm ta thanh tịnh, ta cùng nhau chào đón mùa hè. Học phật pháp cho thân tâm ta sáng ngời, đem yêu thương từ bi đến khắp mọi nơi. Học phật pháp để giác ngộ kiếp người, cho mai sau đời ta sống yên bình hơn. Học phật pháp để yêu thương muôn loài, tan chảy từ bi không sát sanh từ đây. Học phật pháp để tâm ta thanh tịnh, ta cùng nhau chào đón mùa hè, nụ cười trên khóe môi, muôn hoa nở cùng ta. Nào cùng chung sinh bước, hát lên khúc ca rộn ràng. Vì bình minh hoan hỉ, đón chào hoa tươi mùa hè. Học phật pháp cho thân tâm ta sáng ngời, đem yêu thương từ bi đến khắp mọi nơi. Học phật pháp để giác ngộ kiếp người, cho mai sau đời ta sống yên bình hơn. Học phật pháp thương muôn loài, tan chảy từ bi không sát sanh từ đây. Học phật pháp để tâm ta thanh tịnh, ta cùng nhau chào đón hoa tô mùa hè. Con cháu hoa tươi mùa hè, nụ cười trên khóe môi, muôn hoa nở cùng ta. Nào cùng chung sân bước, hát lên khúc ca rộn ràng. Khi bình minh hoan hỉ, đón chào hoa tươi mùa hè. Học phật pháp cho thân tâm ta sáng ngời, để yêu thương từ bi đến khắp mọi nơi. Học phật pháp để sáng ngộ kiếp người, cho mai sau đời ta sống yên bình hơn. Ở đây có một môn học sinh và học bơi lội đã sẽ cao 3 ngày. Ở trên này các bạn đến có bao nhiêu anh chị tình nguyện viên nhỉ? À, bao nhiêu? Đến đi xong rồi nói cho có bao nhiêu anh chị? Mà chốt lại con số nào nói to là 13 anh vớ. Mười mấy nhỉ? Ờ, thế không biết đếm à? Bây giờ nếu nhìn anh đếm thì thả cho em này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Bao nhiêu điểm? Ở đây các bạn đếm lại lần nữa là bao nhiêu nhỉ? Nói to. 14 anh chị ở trên này sẽ là người đồng hành cùng với các em trong suốt khóa tu. Có tất cả những vướng mắc hay có những cái vấn đề gì các em cần sự hỗ trợ thì các em có thể liên lạc với các anh chị đang đứng ở trên này. Và anh chị rất muốn là được sự tin tưởng của các em. Và
và cũng mong là trong khóa tu lần này các em sẽ là nguồn động lực để cho các anh chị có thể cống hiến nhiều hơn. Em có hài lòng với điều đó không? Có hài lòng. Em có muốn là các anh chị thân cận hơn với các em không? Ba anh chị ở kia là hùng biết. Có, tất cả các anh chị đấy đều sẽ luôn bên nhau phục vụ các em. Bây giờ anh rất là muốn tặng bạn một nhóm cô bạn nam này vỗ tay lại cho anh xem nào. Vỗ tay lại, vỗ tay lại cho anh xem. Đấy, thấy chưa? Rất cảm ơn các bạn. Và sau đây anh sẽ nói qua về cái việc mà chúng ta lát nữa sẽ đi ăn. Nào các em, chủ đề ăn uống luôn là một chủ đề vui thủa vì chúng ta sao động tâm can và đặc biệt là cái dạ dày, phải không? Đến thời điểm này thì anh tin chắc rằng các bạn cũng đều cảm thấy hơi đau đói. Bạn nào đói giơ tay à? Ôi đấy, đúng rồi. Thế các bạn đã muốn ăn chưa? Nói to là nhưng chưa đến giờ. Khi chúng ta sinh hoạt ở đây thì tất cả những thời khóa đều đã được ấn định giờ giấc, nên anh sẽ hy vọng là các bạn sẽ tuân thủ được giờ giấc mà nhà chùa đưa ra trong các cái thời khóa của chúng ta tu tập, được không nhỉ? Ngủ là đến mấy giờ nhỉ? Mấy giờ? Cái gì cơ? 9 giờ. Nhớ là phải 5 giờ dậy đi nhá. Là đi tiếp tục này. Thế giờ ăn là mấy giờ nhỉ? Các bạn đã đọc cái thời khóa kia chưa? Giờ ăn là mấy giờ? Cái gì mà 1 giờ? À, 11 giờ. Thế nhưng mà bây giờ này, báo cáo các bạn là bây giờ mới có 10 giờ 20. À lộn, 10 giờ 30. Không phải 10 giờ 35. Mà bây giờ nhá, bây giờ các bạn biết là còn bao nhiêu phút nữa thì đến giờ ăn không? Bao nhiêu? 20 phút đấy để làm gì cho chúng ta quên đi cái cơn đói và dạ dày, các bạn biết không? Đó là anh sẽ kể cho các bạn một câu chuyện. Muốn nghe không?